Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi có một cái động lực vui lắm quý vị và các bạn. Sáng nay có một sư thầy bước vào văn phòng, thì tôi có nói với sư thầy rằng là thầy ạ, tôi là một tín đồ của đạo Thiên Chúa, đạo Công giáo. Thì nếu như trong trường hợp nếu được thì thầy có thể kiếm một luật sư để mà tư vấn. Vì nếu như trong trường hợp tôi tư vấn thì tôi phải quay lại vấn đề về tôn giáo. Thì thầy mới nói với tôi rằng là không, tôi đang tranh chấp về vấn đề là tranh chấp đất thôi. Thì tôi đã mời thầy và ngồi nói chuyện. Thì trong cái video hôm nay tôi sẽ nói quý vị và các bạn là đối tượng tranh chấp quyền sử dụng đất là cá nhân hay tổ chức tôn giáo. Thưa quý vị và các bạn, vì sao tôi cảm thấy vui? Vì khách hàng của tôi có những người đại gia, rất là nhiều tiền. Khách hàng của tôi có những phụ nữ bất hạnh. Khách hàng của tôi có những em cần cái ý kiến ly hôn rất trẻ. Có những ông cụ già lớn tuổi. Có đủ mọi ngành nghề trong đời sống. Và hôm nay là khách hàng của tôi có thêm một sư thầy bên đạo Phật. Thì tôi cảm thấy rằng cái kiến thức mình cho đi và cái kiến thức của mình trong cái vụ kiện, trong cái vụ tranh chấp, và cần lắm những cái kiến thức pháp luật. Và đặc biệt là thầy nói với tôi rằng là tôi rất là thích chị Thu nói trong cái chữ tử là dân ta phải biết luật ta. Vậy thì hôm nay dân ta phải biết luật ta nói tiếp cho quý vị và các bạn. Câu chuyện như thế này quý vị và các bạn. Câu chuyện là thầy bảo rằng, tôi cảm gọi là sư thầy bảo rằng là ông có một cái quyền sử dụng đất do ông nhận chuyển nhượng từ ông A. Thì khi ông nhận chuyển nhượng từ ông A, ví dụ như trong cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong đó có một cái phần diện tích là 3.000 mét. Trong cái 3.000 mét đó thuộc thửa số 1 tờ bản đồ số 2. Thì khi mà sư thầy mua mặt cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có thể là chức sắc là sư thầy, tuy nhiên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó là ông số 1, ông Nguyễn Văn số 1 đó. Quý vị và các bạn biết rồi, có thể cái chức sắc của họ có thể là tu sĩ, có thể là sư thầy được giáo hội Phật giáo, các gọi là tín ngưỡng công nhận bằng cái tờ giấy. Tuy nhiên cái tài sản của họ nó sẽ rơi vào hai trường hợp. Tài sản này là tài sản, ví dụ như một cái chùa nó thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam, một cái nhà thờ thuộc tổ chức tôn giáo của Việt Nam. Thì như vậy cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Một, mặc dù ông có chức sắc trong tôn giáo là sư thầy, đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp giấy chứng nhận, tuy nhiên rằng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó vẫn đứng tên, về mặt chủ thể vẫn đứng tên là cá nhân. Thì sư thầy bảo với tôi rằng liền kề ở cái đất của ông đó, của thầy á, thì có một cái thửa đất số 2. Thì ông này đã cũng về và lập những cái am, cái miếu. Và do ông không biết cái vị trí cái am, cái miếu nó như thế nào, cho nên ông đã có cái sự nhầm lẫn là xây cái am và cái miếu đó trên cái đất, thửa đất số 1, trên cái phần đất 3.000 mét vuông của thầy, sư thầy, và dẫn đến việc khởi kiện tranh chấp. Thì bây giờ thông qua cái video này tôi chỉ nói với quý vị và các bạn đúng một điều duy nhất, rằng mặc dù là sư thầy Nguyễn Văn Một này đã có cái chức sắc tôn giáo, mặc dù cái phía bên cái ông liền kề đó cũng có chức sắc tôn giáo, tuy nhiên rằng đối tượng để mình đi khởi kiện là sư thầy được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên cá nhân, và cái thửa đất cá nhân này chưa được đưa vào tôn giáo. Kể lại tôi mới nhớ có một cái vụ kiện như thế này quý vị và các bạn ạ.
có một sư thầy thì có khoảng 1.000 mét vuông đất. Thì khi 1.000 mét vuông đất này, thì trong quá trình mà sư thầy được đứng tên trên giấy chứng nhận chủ quyền đất, thì khi sư thầy chết thì xảy ra tranh chấp giữa trong những cái tổ chức tôn giáo. Họ cho rằng họ chính là người được hưởng cái thừa kế của sư thầy, còn các người hàng thừa kế của sư thầy thì vì các bạn biết rồi, sư thầy là độc thân, cho nên hàng thừa kế thứ nhất của họ không còn, cha mẹ vợ chồng con cái thì không có, và đã chết trước, cho nên hàng thừa kế thứ hai là anh chị em ruột. Dẫn đến cái sự việc là những người anh chị em ruột và cái tổ chức tôn giáo khởi kiện để mà giành cái yêu cầu thừa kế. Thì bản án sơ thẩm đã công nhận cái di sản của sư thầy là của tổ chức tôn giáo. Còn bản án phúc thẩm và có hiệu lực thì cho rằng cái ý chí của sư thầy cho đến thời điểm này vẫn là đứng tên cá nhân. Trở lại vấn đề của mình chút xíu. Như vậy, thông qua cái video này, tôi nói rằng việc sư thầy đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì về mặt cá nhân họ là một cá nhân được đứng tên như bất cứ một cá nhân nào khác, giống như tôi, giống như chồng tôi, giống như ông A, ông B, ông C. Và cái chức sắc của họ là sư thầy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận. Nhưng trên giấy chứng nhận, tài sản của họ là cá nhân của họ và họ không có đưa vào tổ chức tôn giáo. Vậy thì khi tranh chấp khởi kiện tại tòa thì chúng ta sẽ sử dụng đất này là đất cá nhân và chế định đối tượng là cá nhân. Thì như vậy sẽ tôi có nói hồi sáng tôi có tư vấn cho sư thầy như thế này: sư thầy ạ, thì nếu như trong trường hợp cái ông liền kề, ông này cũng là sư thầy, ổng không, có thể là do nhầm lẫn, ổng xây trên đất thầy, thì có hai dạng: thầy và ổng thỏa thuận để đạt được cái mức dung hòa, rằng là có thể bán lại cái đất đó cho ông đó, vì cái công trình đó, những cái am, những cái miếu, những cái nơi mà ông đã thờ tự rồi. Còn cách thứ hai nữa, rằng là bây giờ thầy phải trả tiền cái tài sản của ông này trên đất. Thưa quý vị và các bạn, một cái video nó mang một tính chất gọi là một cái câu chuyện kể nhiều hơn là mang tính pháp luật. Vẫn hy vọng thông qua cái video chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta gửi đến các sư thầy một bài toán, một câu chuyện, để sau này nếu như trong trường hợp chúng ta có những cái vướng mắc về pháp luật, ngay cả trong lĩnh vực tôn giáo, thì tôi cũng sẵn sàng tư vấn cho quý sư thầy những câu trả lời theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta đã có những cái tín hiệu tốt gửi đến cho quý vị và các bạn từ Nam Phụ Lão Ấu, cả cái lã sư thầy, và cảm nhận tôi rất là vui vì ít ra trên 90 triệu dân, tôi đã tiếp cận được từng cái ngọt gốc của cái nam giới, nữ giới, những cái lĩnh vực khác nhau, và muốn trải lòng hết để tặng cái kiến thức pháp luật cho mọi người. Xin trân trọng cảm ơn.